Chúng ta sẽ trở lại với chắc ba của The Tower of Life. The door is locked from the outside. Tiếp theo phần trước thì nhân vật của chúng ta đang hồi tưởng về cái thời gian mà vừa mới bị tống vào bệnh viện. Viện tâm thần thì đúng hơn. Xong ông đi ra này. Một lỗ nào để chui à? Sorry các bạn, vừa nãy bị crash. Game này nó vừa mới update cái lần gần nhất là cái lần nó là ngày hôm qua, nó vừa mới release nó update cái gì ấy. Là cứ chơi đến cái đoạn mà đây, cái đoạn vào nhà vệ sinh này là bị crash ra ngoài. Bực bãi. Gì kìa, Annabelle à? Búp bê của mình này. Hello. Tưởng đơ ạ, trắng xóa lâu vậy. Rồi, ảo này. Sao nằm dưới gầm giường này? Dễ cậu ơi. Đây là trại tâm thần nữ ạ. Toàn bà già với cả thím và bà cô rồi. Nằm la liệt. Bù bê quật. Kéo chạy được luôn. Rồi, cái nhạc này ảo đấy. Thằng béo nó dắt vào nhà vệ sinh à? Thôi chết mẹ rồi. Tối thế. Ủa có tiếng đéo ấy. Đéo, trời tối quá. Đi chỗ khác. Chẳng có đéo này. It laughed, panted, rồi sao? Latched over me. It hurt when he touched me. I thought I'd split apart suddenly with a loud thud, shattered into pieces. Mãi cứ bị thằng béo nó hấp. Fragile. Ghê quá. Sick. Dirty. Mình nhìn có ghê. All I could do was clutch Charlotte tightly while he... Rene obeyed. He was the boss in the realm of light. I was devoured by the evil I had done. I threw up and could feel hell getting closer and closer. My God, those medical examinations. The doctors said there was something inside me, which they would have dragged out of me. My God. Oh, mẹ em béo chỉnh phát có con luôn rồi. Trở về thực tại rồi thì phải. Khổ thân mãi. Bây giờ làm gì đã? Chưa phải làm gì. À.
đi ra đi vào cái căn phòng, đi vào cái khu vực này để tưởng nhớ lại cái thời gian kinh hoàng lúc mà mới vào bệnh viện của con bé tên là gì, Rene, khó đọc She quá, stayed with Renee during those terrible Rene gì. medical examinations. That's what gave her the strength to survive. They went to the gynecology ward on the first floor. First floor, tầng đầu tiên là trên này đúng. Bản đồ đâu nhỉ? Đây, số 4 này, phòng này. Là bên này, bên này, bên này. Đó, vào cái có nhạc luôn. Phòng là nhiều phòng. Phòng này giống như kiểu là cái phòng mà vừa nãy con bé này bị như kiểu nạo thai ấy. Đúng mẹ rồi, ngồi lên ra ngoài đúng không? Thôi không phải, không phải tả nữa. 21-08-1938. Confidential. Dear A, I know what you think about these things, so I am referring a patient to you, Renee T. This wretched girl eluded our control and caused trouble in the park almost 3 months ago. The nurses should pay more attention. I'm examining the girl on the 28th. I'll sort things out, don't worry. We don't want to make things any worse. Then they said that Renee was crazy and that the illness was all in her head. Be careful, little girl. Be careful. I was Nghe động scared ghê and I đấy. didn't talk to anyone about the illness. Only her. Not even the other doctor. He never touched Renee. He just wrote things down. You can tell me everything. Don't be afraid, he said. Everything's going to be fine. Do you want to know what I'm writing? I write down what I see about you. Everything I see. He didn't hate Renee. He tried to help her. But he rarely examined her in those small surgeries. Qua kiểu thằng béo bệnh hoạn. Mình chơi đến chắc 5 rồi đấy. Chắc 4 nó chắc nào vậy? Chắc 4 là chắc là cái đoạn đoạn bị thằng béo chỉ chỉnh. Mình chơi đấy hiện chắc 4 bao giờ, chắc 3 là chơi. Thôi kệ bố chơi đi. Mình bây giờ phải làm The gì đây? doctor who wrote things down was in surgery C. Surgery C à? Có đây không? Đây đây, số 7. Ủa, số 7 ở tiếp bên này mà. Đây đây, số 2. Số 2 trong này. Thằng bé khốn nạn. Phòng này mở cửa ở đây. June 1935. After much theorizing and practice in clinics for the privilege, the moment to act has finally arrived. Volterra is the right place. It's an avant-garde hospital, the perfect place for a doctor who wants to contribute the change. 20th November. Crossing the threshold of the asylum was similar to entering into another dimension. A world of smells, noises, and image which it is not easy to imagine, describe, or explain. August 1936. The situation is similar to that in many other institutions. The department is overcrowded. Hundreds of patients are supervised by a handful of nurses, who are forced to tie the more agitated ones to their beds or to radiators. They do 24-hour shifts. It's impossible to work like this. We doctors rarely see the female patients. It's the nurses who tell us what's happening to the women. Đọc mấy đoạn chả hiểu đấy gì cả. Mà dài thế. 1937.
The piercing stench in the wards, the constant noise of shouts and voices in which very little human content remains. Dirty, naked bodies, devoid of any dignity. Có khi là mấy cái phần này mình sẽ ngồi mình dịch sau và mình sẽ để một đoạn dịch ở bên cạnh. I often consider resigning. I feel useless and impotent. Vì mình đọc có một vài chỗ mình không hiểu cơ. A mercy which helps no one and only helps to soothe my conscience. 15th March 19. Mình sẽ dịch sau để bên cạnh. Nếu mà các bạn cảm thấy cần thiết thì mình sẽ dịch. Không thì mình thì mình dịch mình ngồi thụ một mình thôi. Quá trớn đấy mẹ gì đây kỷ niệm đấy toàn cái sơ đồ ốc với cả phổi phèo kinh đấy. March 12, 1938. Renee T, 16 years old, Menarche at the age of 12, housewife, father unknown, mother seamstress, admitted for observation yesterday morning from Pontedera, accompanied by a police officer authorized by the examining magistrate of the Court of Pisa to be admitted for psychiatric evaluation, which has been executed by me. Medical certificate. Mental illness preceded by warning signs. Has suffered from depression for a year, believing she has tuberculosis. Food deprivation. We shouldn't read this document. It's forbidden. We mustn't. If they find out, there will be trouble. À đúng rồi. Mình có đọc thêm về cái game này và họ nói là tức là nó không phải theo một mạch truyện nhất định mà mình là người chơi ấy, mình có thể lựa chọn để cuối cùng nó sẽ ra nhiều cái kết quả nhánh khác nhau chứ nó không về một cái mạch truyện cố định nhất định. Giờ đọc tiếp đi, mình đang tò mò mà. Have you ever wondered who you are? Yes, you must have wondered. Đã tha rồi chắc là chết thì sao? Will you help me to understand? To escape this dazzling light inside me that stops me from seeing? Mày cái này như kiểu là cái con người chơi đang nói chuyện với mình ý. Tức là mình phải giúp nó chứ không phải mình đang điều khiển nó. Ok. She is scared, hears noises and spirits, presents serious signs of anxiety psychosis, suffers from hallucinations. She is anxious, confused, has a distressed expression, a questioning look as if terrified, disoriented. She feels confused, hears voices shouting in her head. She doesn't understand properly. She has not felt well for 2 or 3 months. When questioned, she replies, "My mother wants to hurt me. She always scares me. She chases me. Why are you here?" I had argued with my mother, and I was so disturbed by the shock that I felt like my head was spinning. There was a woman there who wanted to force me into a life of prostitution. They wanted to condemn me to be burned at the stake. Children were whispering, calling my name. 16th March. She couldn't sleep last night. They wanted to condemn her to be burned at the stake. 4th April. Transferred to the quiet ward, still under my supervision. Yes, that's true. The ward where Amara was. Yes, the stake. The children wanted to burn Renee. She had to pay for what she'd done. Like witches, at the stake. Đứa trẻ nào ta? Đừng bảo là cái con này bị tội lỗi về cái mẹ vì đã. Cái đây là bản ghi chép của ai không biết, kiểu của cái bà bác sĩ mà lúc đầu mà ở đoạn cuối chắc hai, nhưng mà con này nó bảo là cái bà bác sĩ đấy được nó quý nhất trong cái bệnh viện này.
21st April. She is more awake this morning and responds to questions. She complains of headaches. She became emotional when she found out that her mother was there. She says that one day, years earlier, when she was with a friend of hers, she met a guy who made her get into a car and took her for a ride. There, she was made to smoke cigarettes and drink spirits, and that guy showed her certain things. He tried to hurt her and made her go crazy. She says that he promised to marry her and made her swear to keep it a secret. These details were roughly confirmed by her mother. After that, she became domineering, impatient, and hostile to her family, especially her mother. She started taking off her clothes in public, going from laughter to tears without warning. She rants, masturbates. I can't remember these things, only the guilt, the stake. I know that I deserve to pay for that guilt. I knew it even then. Đây là cái bản ghi chép mà chính cái con Renee này nó không thể nhớ được và không biết đây có phải sự thật hay không nữa. Mình cũng không biết đây có phải sự thật hay không, hoặc là do bà mẹ bà ấy kể ra để tống này vào. Mà cái lý do mà tại sao con này vào bệnh viện tâm thần thì mình cũng chưa biết. Hoặc là mình đọc sót ở bên kia mình bỏ qua mẹ mất rồi. She was uncooperative during the examination. She didn't want to be stripped. She remained rigid. Voluntary attention almost absent. Probable hallucinations. 25th April. Confused ideas, unable to maintain a spontaneous conversation. Reflexes all normal. Reactive pupils. Let's find Amara and we'll find the full medical record. Giờ là phải đi tìm Amara để đọc hết cái đoạn ghi chép đầy đủ, bản ghi chép đầy đủ. The park at the back and then down towards the kitchens. Là sao? Công viên ở phía sau. Nói chung là đoạn dưới phòng nhà bếp. Nhà bếp ở tầng 1 thì phải. Đây công viên đây này. Ngoài park, park đây công viên này. Đi sang đây. Ok ok. Mình không nhớ là mình chơi đến trang mấy nữa nhưng mà thôi cứ chơi. Càng chơi là càng tò mò đấy. This is the road we used to take. If she hadn't been there in the park on that bench in spring for all those days. Bà y tá này. It was like escaping. Nature. She talked and smiled. And then there were the kitchens. Sometimes we stole something to eat and went straight back to the bench to eat it in secret and we laughed. Y tá đấy thì mặc như bệnh nhân ấy. Hai đứa bà con này nó nhầm đấy là y tá nhé. Sometimes she touched me. In the showers, I felt her body against mine for the first time. It was a shiver that warmed my soul. Eyes closed, the light slipped away. Game này chẳng lẽ mình phải xếp vào hạng 18 cộng à? She wasn't in the system. He wouldn't let her in. That's it. She must be the key to my memories, to the reasons why. Bí ẩn lại, không biết đấy có phải là y tá hay không nữa. Chắc 6 rồi. Hey, trong cái quá trình mà quay video này mình đã tiếp nhận ý kiến của các bạn là thay đổi từ mic thành mic của máy quay và nghe nó khá là nó thu khá nhiều tạp âm, nó thu cả tiếng con mèo của mình kêu tít ở trên tầng thượng. Nghe nó hơi ồn. Thế nên là các chap sau mình sẽ sử dụng cái mic này và dí nó gần mồm để cho nó nghe nó không bị. Cái mic này thì mic mình
mới cùi thôi, tại vì để xa thì nó hay bị nghe tiếng lọt tiếng không. Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã xem được đến tận bây giờ. Nhớ subscribe để theo dõi những tập tiếp theo của mình về game The Top Line nha. Bye.